nghe giùm em. Nghe mà nó hơi cũ nè, tại hôm hôm tối qua mưa nên là mất dấu hết rồi. Nếu mà có nó vô là có dấu giò đúng không? Giò láng lắm. Nó đi xuống kìa, coi chừng rắn hổ hành trong nha. Có thể lắm, mà hồi thế nào này hai đây mình cũng đụng hai rắn hành nè. Quầy rắn hành. Chút mà có cái hang nào mà có dấu kỳ kỳ á, có dấu á, mình nhìn á, thấy được á là quay để cho anh coi nha. Rồi ok anh, là có nhìn kêu biết cái dấu của con ếch nó vô. Rồi hang đầu tiên là hai anh em mà không được may mắn cả nhà. Thấy hang đẹp ghê mà không được may mắn. Ngay gốc cây đó hên. Dạ. Đưa lại đây. Giờ mình lậu qua luôn phải không? Em lậu trước ạ. Qua trước đi anh qua. Xong rồi anh bỏ điện thoại vô gì vậy? Như em đụng hang cá. Dạ. Vậy giờ điện thoại này nè, lòng tay qua không có đâu. Có bỏ vô bịch luôn anh. Trời đất ơi, thiệt hay gì vậy? Cá. Cá gì? Cá lóc kiến quá. Em xin lặn rồi cả nhà. Bỏ hang rồi. Hang cá hả? Dạ, cá lóc kiến. Vậy vậy em lậu qua trước đi, anh qua. Lâu lâu lội xong một bữa cả nhà. Xong rồi nè, bự mà nước chảy á. Vừa lội vừa cầm điện thoại nữa. Thôi, mệt ghê luôn. Nó mát nhưng mà lâu lâu á lậu lại nó mệt lắm mà mọi người. Cái hàng này có không Vinh? Chắc chắc dành luôn, 99.99%. À thấy ở trong có đất hay có gì kìa. Xinh, xinh đó, đó, đó 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 đó, nhão nhão kìa. Đâu, quất coi. Mới lội xong qua làm cái kìa cho nó hên lại coi. Anh em hai người người nào người nấy mình máy ướt nhẹp luôn cả nhà. Để tầm bàn xuống. Lắm con ếch này rồi, không biết bự nhỏ. Còn cái dấu nữa kìa. Trời ơi, dính lại, dính lại. Đâu? Bự bự bự. Thiệt luôn hả? Gì lẹ chứ hả? Hải xì cáo luôn. Trời ơi. Đó. Đâu qua đi giờ bụng ra. Trời ơi, con ngừ ra. Trời ơi, cả nhà ơi quá trời đã nè nè nè. Chiến lợi phẩm đầu tiên nè. Đó, đã chưa? Đã không? Ê quá sướng cả nhà. Nè anh Tâm, cầm cái cho nó mát tay coi. Không còn. Mới dẫn vuốt. Khoan khoan khoan. Mạnh lắm á. Rồi rồi. Hỏi bự ghê không? Đã rồi. Ha ha. Ê ê. Đã nói rồi. Đã em nói anh rồi. Phạt tù anh Tâm. Đi. Thôi bỏ. Nhìn. Để em nói rồi, ếch đồng nó mạnh lắm. Chút kinh nghiệm nha. Ếch đồng cực kỳ mạnh nha cả nhà. Trời ơi, thiệt cái. Đi. Cái quán đầu tiên. Xin lỗi mọi người nha. Bự luôn. Bỏ ra đi, đi. Xui quá mọi người ơi. Xin lỗi mọi người nha. Tình nghi quá mọi người. Chắc kìa tình nghi gì nữa. Nhìn lại biết chắc ăn. Láng kìa phải không? Ăn có chắc. Thôi đừng có vận động à. Ếch cái này ở bạ không á. Nãy bị thảy hên còn làm tức lắm rồi đó. Ếch mùa này nó ở bạ, nó đâu có hang đâu. Nó vô đại hang nào nó ở. Trời ơi, hàng láng lắm anh Tâm ơi. Cái mời quá ta. Trời ơi, láng kìa cả nhà. Ui. Có chừng rắn nha em. Ghê hồn. Đẹp. Đâu rồi. Sâu quá. Từ từ đi, từ từ, để em mồi hàng. Đây cái dưới nữa nè, cái dưới nữa nè em. Mồi hàng cắm xuống đây. Cụ cụ, hàng cắm láng lắm anh Tâm ơi. Từ từ nha. Ồ. Có càng bít lại không? Từ từ em bít một hàng là đào vừa bít luôn. Vì đi rắn muốn hành lết trống. Dữ trời. Ồ, láng con luôn. Dạ, rồi nha. Này sâu à. Sâu lắm, để em láng. Đâu ơi. Ăn lắm. Bích hàng dưới trước ha. Bích hàng trên đi. Đây. Ê, còn cái hàng trên nữa nè. Hàng này trước đi, hàng này không có láng. Hàng này láng hơn. Ồ, cậu láng kìa. Ê, qua kiếm kiếm ngách bên này anh Tâm ơi. Thôi thôi ghé. Nó ra ngách cái là rồi á. Có ngách dưới nước không? Không, ngách dưới khô á. Đây có cái hàng dưới nước này xin ơi. Hết hồn. Trời ơi, cũng lục bệnh trong. Hàng trên cao phải không? Có hàng trên cao á. Có ngách đây nè. Chết bà ơi. Nè. Bà canh 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 ngách đó. Rồi nó chạy ra ngách luôn. Ê, như còn ngách dưới đây nữa nè. Nè, dưới giò nè xin. Ôi, con ếch anh Tâm ơi. Xin, dưới giò cái. Thấy chưa? Lẹ. Đâu? Kìa. Đâu? Đâu? Kìa, kìa, kìa. Thấy không? Ơi, nó. Dịch. À, dưới này, 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 dưới này
hết bành cây luôn. Trời ơi, trời ơi, hồi nãy thấy con, bây giờ con nó nhiều. Cái coi còn không? Cái này là hết sảy nha em xin. Trời ơi, còn hết bự. Trời ơi, chà bá luôn rồi coi coi. Còn hết. Láng em, ghê láng. Hồi nãy anh rút kinh nghiệm rồi. Mọi người, mọi cả nhà thông cảm cho Tâm con nãy nha cả nhà. Con này nhỏ, con này. Con này. Đúng, con này lại là gỡ vốn. Con này bự hơn con nãy ha. Bỏ vô cái túi đi đi tiếp. Đây nó hai hang lận á, tím kiếm tiếp nữa đi. Không đâu, hết ở ấy à anh ơi. Giờ để anh chạy rồi đáng bỏ vô. Bỏ vô cái rọ đi. Rồi. Chín con nữa anh Tâm ơi. Tao để coi. Bự không? Bằng con nãy không? Hey, dạ, con này nhỏ hơn. À. Cũng được. Rồi, con này nhỏ. Ê nó nghe nè. Em bỏ nó vô anh lại anh nhờ cái này một cái. Rồi. Anh nhờ bà con cái này một cái nha. Rồi. Cả nhà thông cảm cho Tâm ít phút nha. Tâm tại vì Tâm đang tính đặt lợp lương á cả nhà, nhưng mà Tâm không có biết cái cách mà để đặt. Đó. Thì đây là cái lợp lương của anh chị em và của bác nào đó đặt á. Thì lỡ có coi tới khúc phim này cho Tâm xin phép Tâm rờ ở dưới cả nhà. Rồi, chỉ vậy thôi. Biết ra tâm rờ cái miệng ở dưới là để mình coi cái cách người ta đặt thôi. Chứ không phải là Tâm hâm của ta nha mọi người. Thế đâu? Anh biết rồi đó. Ừ. Biết sao không? Bây giờ mình không biết. Giờ kêu chỉ không ai chỉ hết. Giờ mình đi học lén. Giờ mình đi copy photo. Cái giờ lâu lâu tâm cái gì thì nó cũng có cái môn hay và cái môn dở. Thì cái nào mình không biết mình nói không biết rồi cả nhà. Thành ra là bữa nay Tâm đi học lén người ta nha. Ai à, em ơi. Chào anh. Sau này mà đặt lương mà thành công thì chắc nghĩ là bất cười lắm á. Đi học lén. Đây tìm được hai hang này cả nhà. Chà, cái này ngon à. Ê, có bu dần lương đó nha. Lương gì chuột, đứt tay chết luôn. Ớt anh Tâm ơi. Lật ra. Ơi. Đâu rồi? Dính không? Tôi chừng dính rồi đó. Đừng vậy để anh rồi đẻ tay, anh cứ đẻ tay nha. Ừ. Dạch từ từ ra đi. Có không? Rồi nhảy xong cái gì anh Tâm ơi. Nhảy xong rồi. Sao rồi, xui dữ hả? Ôi trời, chừng còn trong cốt cộng nè. Hang nằm trống ha. Rồi, hết rồi em ơi. Anh con nữa nè. Bên đó nữa hả? Hang này nó ít cối nè. Chừng nhảy ra chỗ nãy nữa. Trời ơi. Lên rồi, học cứ luôn. Đừng. Em, đào tới bắt nó sướng. Đào tới mới hấp dẫn anh. Mặt con cây ra, mặt con cây ra. Đừng là có cái lửa ra cắn. Rồi. Cho anh coi dưới anh ghiền quá. Tới cái em hú anh đút vô, anh ngó nó liền. Đây. Ngó, dễ dễ nè. Còn cho ốc không nè. Chuột á, hai ốc nó ăn. Để vô trong góc này. Rít nữa kìa, con rít nữa kìa. Rít đây nó kẹp không đau gì mấy đâu. Rít tơ không. Ôi ôi chết đi, cái hang này nó sâu quá sâu rồi. Ôi ôi. Quá sâu rồi. Sắn ở trên luôn. Ừ, ăn ở trên chứ. Cái gì chút nữa mình gom lại. Trời ơi, con gần bắt được con sa nó mới đau nè. Con nãy chắc nhỏ. Ê, dính thằng Tâm ơi. Ra luôn hả? Ôi trời ơi. Chút nữa chạy à. Không có xảy với anh lần thứ hai đâu. hàng tới trong nước. Em mời ghê không? Ăn sâu ghê bộ cả nhà. Từ hoài mí xong ăn vô tới đây luôn. Đây bỏ vô gọ cho. Ê, hắn cho vô lợp ếch nha cả nhà. Lợp ếch này đó xin đi đặt. Đi tiếp thôi. Quá đã ha. Quá đã. Ba em ơi. Tiếp tục. Giờ hai anh em mình lậu qua nè. Nước chảy nè, buồn mát luôn. Tắm ờ, sâu dữ hả? Ờ, sâu ghê luôn em ơi. Mát quá, mát quá. Ôi, từ từ nó trôi anh nè. Nước mát ghê ha. Trời, anh lên được rồi. Quá đã. Để anh em đi kiếm tiếp nữa cả nhà. Rồi, nhảy xong con hả? Nhảy xuống nữa hả? Rồi, hai con luôn. Trời ơi, sao bạ nhiều lắm. Ê, quên, để xách cái lọc đi. Đi xuống sông không được. Ừ. Trời ơi, coi chừng hang gắn luôn anh Tâm ơi.
láng dữ gì, láng lắm em ạ. Đâu kìa, chắc ăn hết không? Chắc con hết rồi. À, nè, nè, ở trên bít rồi, nè còn ăn hết rồi, nè còn láng kìa, ăn hết rồi, hết hết bự, hết trọng, hết hết trọng. Líp lại, líp lại rồi đứng lên nào, không líp lại nhảy ra. Nhảy ra hả? Anh không líp lại, anh sắn trên động bịch nhảy ra liền. Gì kì vậy? Ờ, anh phải líp dưới lại rồi anh mới đạo trên. Đó, rồi. Đúng đầu hết kìa, cầm cao lên. Ờ đúng rồi, không có thế. Có khi nào mà lỡ có nó động cái nó bị cái giá trống không em? Đứt luôn hai hoài. Sắn mạnh nó đứt luôn hai luôn. Cùng cái gì? Em mới ít mới nhảy ra giò em đó. Phải không ơi? Mới nhảy cái tổn ra đó, ít nhỏ à. Sầu dữ vậy ta. Có khi nào ăn chuột không em? Không, không ít. Tụi ông Hoàng mới đào con chút xíu. Anh chung quen á, anh thấy nó sâu. Nhém lại đào trên yên tâm. Bà ơi, nó sâu lắm em ơi. Nhém lại để em đào cho. Dạ, dạ, từ từ, phải. Dạ. Chắc đứt tay quá. Rồi, xong. Không biết đứt không? Không, cái vỏ ốc nè. Nguyên con ốc luôn thay. Nè, nè, chạy máu nguyên thấy không? Không sao. Em chút lộ. Để đây, miếng ra. Đào, đào trên á. Đâm khẩu ra. Mình phải đào vậy nè, có không có mình mới biết được biết quá của mình đâu. Đào hồi bắt ra chuột cười không. Ủa mà đâu có vỏ ốc đó ta. Chuột ha vô chứ đâu. Đừng nói chuột nha. Không, hàng đang ít. Dám màu đậm. Sao anh? Sao quá. Tới đâu rồi? Tới chú nhà mấy rồi anh? Tới hẻm 95 rồi. Thôi đào hàng trên đi. Bỏ hàng dưới đi. Nhém hàng đó lại đi anh Tâm, đào hàng trên đi. Cái hàng dưới này nó còn hàng dưới cấm lắm. Đào hàng trên đi. Hàng trên cũng có thể có lắm á. Hàng đó thật tại gì? Hàng đó để em. Lì để em cho. Ê nhảy cái chừng nhảy ra. Biết sao mình đào không quen. Ui hàng láng lắm mình tầm ù. Đào không quen á em. Ừ. Sắn chút xíu cái mệt. Hàng láng lắm. Mùa này đâu có hàng đâu. Ở hàng chuột không à. Chuột bỏ đi vô nó ở. Bởi có vỏ ốc đôi trống lum hết. Ngập trắng đồng hết trơn. Lấy hàng chuột em. Hàng ếch. Em dám bảo đảm với anh luôn. Phải có con ếch. Hai hang này phải có một con. Lấy thấy vô giọt không? Láng lắm nhìn biết rồi mà. Trời ơi. Trời ơi. Ờ ok. Thấy được không? Đó. Ờ về cục đất cái này ra mới thấy. Ờ đúng rồi anh Tâm. Nè. Chuyện nhảy. Ờ ờ. Nè đít nó. Đó cái đít đó kìa. Đây đây xin dùm kìa. Nè cái đít đó nè. Mới tình ha. Thấy không? Rồi trong đây. Ngang mà. Để anh. Ồ. Chà con này cũng ngon ghê em. Ngon. Ờ bự ghê em. Nè. Nào. Ê. Ây dạy à. Bỏ rọ đi anh Tâm. Chạy máu mới ăn tiền cả nhà. Để ăn, để thật sự là Tâm bữa nay Tâm trải nghiệm á, Tâm bắt được một con ếch á thì nó mà như mấy bữa Tâm đi cắm câu á thì nó mình đi tới mình thăm cái mình thấy nó dính á, còn ấy á, là nó không dính thì nó cũng bình thường quá. Nhưng mà hôm nay thật sự là xuống dưới quê em xin á, trải nghiệm là đi đào tự tay mình đào được một con ếch, thật sự là đúng là chảy máu ăn tiền luôn rồi cả nhà, không phải đơn giản để bắt được nó đâu. Giờ mời cả nhà cùng tiếp tục theo Tâm và em xin đi đào ếch tiếp nha. Bỏ rọ đi em xử hàng kia. Em xử giùm anh hàng kia nha. Ừ. Thôi rồi. Đã gì đâu á. Tình nghi lắm hả? Nghi lắm. Em xin mới phát hiện ra một hang nữa cả nhà. Ê cái dấu lá mới luôn kìa. Thấy không? Là nhỏ nhỏ thôi chấm nó hết hồn. Bởi vì nếu mà Tâm xuống dưới nước á, Tâm quay ngược lên là nó bị nắng cả nhà, là mình không có thấy được cái hang. Nhưng chắc là để Tâm ngồi vậy nha. Kêu quá kêu. Trời đất ơi. Sáng ngày giá là ếch kiều. Có thấy mặt mũi nữa chưa? Chưa, từ từ đừng làm vô nôn. Để anh ráng cố gắng. Dữ lắm láng nha Tâm xuống. Dữ lắm láng luôn. Để đắt lại nha nè, không mình lắp lại cái em. Lắp lại chứ dễ vậy. Để bờ cái nha. Ra tới đường lớn nè.
đây ngộ ta. Che lại nó mới mát. Trời trời, đào tới cái bọc hết không có dí hết chứ. Đúng nó hả? Vô rồi. Ăn sâu dữ à. Con này bự à. Con này nếu mà dính là bự á. Sợ là mình đào không nổi nữa thôi, tại hàng sâu quá. Thôi đi đáy hay gì vậy tao? Có nước hả? Đáy á. Trời ơi, hết hồn tưởng cùng rồi. Chưa đụng nữa. Ui da, đau dữ. Ui. Nữa, bay luôn kìa. Để tay đó, hồi nó ghé anh luôn. Nó quỷ chứ. Thôi trời, cái hang này im lắm mà kì vậy trời. Ui, con ếch. Thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa. Thấy rồi. Đâu đâu. Trời ơi, nhỏ nhỏ với trời. Trời ơi, có là hạnh phúc đâu. Được chứ, nhỏ mấy. Đây, đưa anh khắp. Con này khô, yên tâm mày, hết nhảy rồi. Con này trên khô mà. Ờ, con này trên khô quá cả nhà. Hết chạy. Ờ. Con này ít cái. Ít cái, trời thấy hang tưởng ít bự lắm ai ngờ. Ờ nè, ít cái mà ít lứa cả nhà chứ. Con đực cũng có cái túi này nè. Hết ha. Quá đã em ơi. Ừ. Vô tiếp. Rồi, giờ đó đi. Nãy làm lậu xong có thể bỏ đồ nghề vô trong cái bọc. Nữa hay gì vậy? Trời ơi. Cái gì vậy? Chạy xong. Dính không? Chạy xong anh. Xui ha. Em thấy hàng tính xuống đào đó mà chưa kịp đào nữa. Chắc em động động cái nó nghe. Nó nghe nhảy ra. Em xin mới mò được con nữa kìa. Chạy vô đi. Bự không? Rồi rồi anh. Ừ. Cái đó là ngon rồi. Ôi, ơi. Ôi, ơi. Rồi. Quầy, quầy ha. Nói chứ phải có lúc sơ sức á cả nhà. Hồi nãy Tâm làm thấy con chà bá luôn. Giờ tới em xin vì thấy con nhỏ. Nhiều khi á tay chân cái bóc của nó trơn cái nó nhảy. Rồi. Gì nữa đó hả? Nó hang hang bự quá em học không tới. Thấy em dành thấy hết cần. Có cái con nãy đầu tiên xảy tiếc quá ha. Thôi. Đi anh ơi, bắt phải có này có kia chứ sao vậy? Đúng rồi, phải có cảnh này cảnh kia. Dạ lúc trốn lúc thách. Dạ những lúc bắt được mà bị xảy nữa mà cả nhà. Đó mới tức. Đây là những đoạn phim mà Tâm quay là thực tế ngoài những gì đang diễn ra ở chỗ Tâm và em xin luôn. Phải là khỏe đâu nghe cả nhà. Để càng vô chạy vô lách mình mới kiếm được hang. Tại ngoài trống ta cũng đi đào á. Ở ngoài ta đi đào hết rồi. Phải vô lục tìm mới có. Em xin để cho Tâm đi trên em thấy bàn dưới kìa. Có không? Thấy không? Tình nghi không? Cái quớt anh nè. Cái gọn chuột nó ăn. Ờ, à, gọn chuột. Chuột tối tha mồi nó ăn. Ây da. Chín nết bắt không được mà. Em nằm cái hới gì ghê vậy? Cái đùi nó mà bắt nó ra chưa được. Ây da. Rồi chín rồi. Được chưa? Bởi không? Vô vô rồi anh ơi. Ây da. Chừng cây đừng chọt vô mắt á. Đây nè. Nè. Ừ, cái đó là ngon rồi. Trời, hai anh em làm nãy giờ cũng được mớ chứ bộ. Khỏe đó. Khỏe ngừ. Vô đừng chạy ra nữa nha. Quá ngon này bự rồi. Được mới ha. Nó còn bự ghê. Đáng lý là mấy con bự luôn. Sẵn lại sẵn bự vô che uống ghê. Ừ. Ù cái lưng nữa cả nhà. Ù nó ù lên kìa. Đi. Lòi em cao này nha. Ờ. Lòi về, lòi về. Hai anh em lại tiếp tục lòi về. I'm not there, oh.
trời, quá trời nghỉ rồi. Trái nữa, nó luôn bẻ hết luôn tao ơi. Nó lũ lẹo luôn. Hãy lên cái đồ đủ không? Liều quá. Quá dữ. Nhà năm chưa tắm nữa, gia đình tuổi vừa tắm. Thì sản phẩm hôm nay là được có mấy em à? Không, không được nhiều hả em Sinh? Phải nửa ký anh. Được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 con. Có con này bự ghê Sinh. Cái gì cho em kẹp đó nè. Mình nướng ha. Giờ là anh Chính nè ha. Cạo sơ sơ nó là dứt thôi Sinh ơi. Ngồi đây gió đồng mình bệnh qua mát quá. Ừ, con này ngon ghê không? Con này cũng bự nè. Chính không? Nhà này em đâu có trứng luôn kìa. Này là bữa nay Tâm với em Sinh, với Long, với em Bi là nướng mọi luôn nha cả nhà. Mấy anh em này nướng mọi luôn cả nhà ơi. Không có đồ gì nhiều á, chủ yếu là nướng mọi chơi dân dã ngoài đồng luôn. Bụi bặm vậy mà nó vui Long ơi. Đi vậy. Đông lắm á. Trời ơi, thơm dữ ta. Nó ngọt lắm á. Ờ cái chén này một cái đùi ếch nướng mọi. Tới tay. Chấm với lại muối Tây Ninh với nước tắc. Chà, hấp dẫn lắm em Sinh ơi. Em trong miền Trung rồi anh ơi. Mời mọi người nha. Có nổi như cả nhà. Quán lắm cả nhà ơi. Sâu. Cũng nhận hết nước mọi ngon ghê mọi người. Trời ơi, giúp tiếp cái đùi mà cũng sót lại nè. Thịt trắng ghê ta. Cảm nhận mình mới bắt lên mình nướng vậy mà ăn ngon ghê Sinh. Nó còn mập quá anh. Chân nó ngọt. Quá đã luôn. Tôi mời cả nhà nha. Ôi ôi Sinh ơi Sinh. Ồ quá đã anh ơi. Thịt trắng tươi. Quá hấp dẫn luôn. Dạ. 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 Mời cả nhà ăn hết nha. Quá hấp dẫn luôn cả nhà ơi. Mời mọi người. Muối tiêu chanh ha. Ê là muối Tây Ninh với chanh. Chanh vô quậy lên cái nữa cả nhà. Quá ngon luôn. Quá mọi người ơi. Thiệt tình là có cơ hội á, cả nhà thưởng thức món ếch đồng mà mới bắt mà nướng tại quầy đồng luôn giống Tâm, nó rất là ngon luôn, thịt nó ngọt lắm mọi người. Thì hôm nay là thật sự là một cái trải nghiệm của riêng bản thân Tâm á mọi người, với ở quê của em Sinh thì có đi cùng với là em Bi và anh Long, thì nói chung là nó rất là vui. Tuy rằng cái số lượng sản phẩm của mình nó không có nhiều á, nhưng mà anh em mình tụ họp lại mình chơi nó vui lắm, đặc biệt là những cái món ăn đồ đồng á. Trời ơi, mới vừa bắt nướng lên nó thơm lắm cả nhà ơi. Thôi Tâm xin ngưng cái video tại đây. Thì cuối clip Tâm xin gửi lời chúc sức khỏe và cảm ơn tất cả mọi người trên mọi miền đang theo dõi YouTube Lãng Tử. Thì cho Tâm và anh em hẹn gặp lại cả nhà nha trong những video sau nha. Chào cả nhà. Bye.